Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những diễn biến đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Mỹ-Nga sắp khẩu chiến về vấn đề Israel. Thành trì cuối cùng của Hamas sẽ gặp chuyện sau lễ Ramadan. Ukraine sắp tung giàn tinh nhuệ thách thức sức mạnh trên không của Nga. Tướng Nga tiết lộ con số khủng của quân đội Nga trong năm 2023. Israel tung hỏa thần vào thủ đô của Syria. Hàng nghìn bệnh nhân Hàn Quốc treo sự sống vì bác sĩ biểu tình. Tiếp theo chương trình là một số thông tin cập nhật diễn biến đáng quan tâm tại chảo lửa Trung Đông. Mỹ và Nga sẽ trình bày các quan điểm của mình trong các phiên tố tụng tại Tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc nhằm đảm bảo về tính hợp pháp của việc Israel kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine. Israel bày tỏ quan điểm thông qua văn bản rằng sự can thiệp của tòa án có thể gây tổn hại cho việc đạt được một giải pháp thương lượng. Phía Washington vào năm 2022 cũng đã phản đối việc tòa án đưa ra ý kiến và sẽ đưa ra các tranh luận của mình vào phiên tòa ngày 21 tháng 2 năm 2024, cho rằng tòa án công lý quốc tế không thể ra phán quyết về tính hợp pháp của hành động kiểm soát này. Vào ngày 19 tháng 2 vừa qua, các đại diện của Palestine đã yêu cầu các thẩm phán tuyên bố việc Israel kiểm soát một phần lãnh thổ của nước này là bất hợp pháp. Theo phía Palestine, việc tòa án đưa ra phán quyết có thể giúp đạt được giải pháp hai nhà nước. Hơn 50 quốc gia sẽ trình bày các lập luận cho đến ngày 26 tháng 2. Sự gia tăng bạo lực mới nhất ở dải Gaza sau các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của lực lượng vũ trang Hamas ở Israel đã dấy lên những bất ổn vốn đã tiềm ẩn trong lòng Trung Đông, đồng thời làm tổn hại đến những nỗ lực tìm kiếm một con đường dẫn tới hòa bình cho khu vực và thế giới. Mới đây, lực lượng phòng vệ Israel cho hay đã không kích vào kho vũ khí của Hamas ở Khan Yunis. Tờ The Times of Israel dẫn lời một quan chức Mỹ cho rằng khả năng Israel tiến hành chiến dịch quân sự lớn vào thành phố Rafah, cực nam của Gaza, trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu vào khoảng ngày 10 tháng 3 là không cao. Theo đó, vị quan chức này cho rằng Israel cần nhiều tuần để sơ tán dân thường tại Rafah và thiết lập cơ chế nhân đạo trước khi tấn công thành phố này. Đầu tuần này, Bộ trưởng Nội các Chiến tranh Israel, ông Benny Gantz, cũng nói rằng Israel sẽ đổ bộ Rafah, nơi mà Israel cho là thành trì cuối cùng của Hamas, nếu các con tin không được thả trong tháng Ramadan. Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin Israel đã tấn công một khu vực ở thủ đô Damascus vào sáng 21 tháng 2 và đã có thương vong. Cụ thể, một số tên lửa đã rơi xuống khu vực Kfar Sosset. Theo đài phát thanh Sam FM, cuộc tấn công nhằm vào tòa nhà gần một trường học của Iran và gây thương vong. Kênh truyền hình Al Arabiya sau đó đưa tin ít nhất 2 người thiệt mạng và có 1 người bị thương trong cuộc tấn công. Theo ông Rami Abdurrahman, giám đốc cơ quan quan sát nhân quyền Syria, nói rằng cuộc tấn công là một vụ ám sát, nhưng không nói ai là mục tiêu. Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào các mục tiêu bên trong các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Syria. Israel hiếm khi thừa nhận hành động ở Syria, nhưng tuyên bố họ tấn công các căn cứ của các nhóm như Hezbollah ở Liban. Nhóm đã cử hàng nghìn tay súng đến hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Syria Bashar Assad trong nội chiến. Tháng trước, một cuộc tấn công của Israel vào khu phố Mazdeh ở phía tây Damascus đã phá hủy một tòa nhà được lực lượng vệ binh cách mạng Iran sử dụng, sát hại ít nhất 5 người Iran. Ngày 21 tháng 2, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Oji cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công vào hai đường ống dẫn khí đốt của Iran. Mạng lưới đường ống dẫn khí đốt chính Nam Bắc của Iran đã hứng hai vụ nổ vào ngày 14 tháng 2, khiến nguồn cung cấp khí đốt đến một số tỉnh của Iran có hàng triệu dân bị gián đoạn. Lúc đầu, Bộ trưởng Oji mô tả đó là hành động phá hoại mang tính khủng bố mà không nêu tên bất kỳ nghi phạm nào. Trước đó, tờ The New York Times ngày 17 tháng 2 dẫn lời hai quan chức phương Tây và một chiến lược gia quân sự có liên kết với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định Israel đã thực hiện cuộc tấn công nhắm vào hai đường ống dẫn khí đốt vào ngày 14 tháng 2. Khi đó, hai quan chức phương Tây và vị chiến lược gia quân sự Iran nhận định các vụ tấn công của Israel vào đường ống dẫn khí đốt đòi hỏi phải có kiến thức sâu rộng về cơ sở hạ tầng của Iran và sự phối hợp cẩn thận, đặc biệt khi hai đường ống bị tấn công ở nhiều địa điểm cùng một lúc. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý liên quan đến trung tâm chiến sự Nga-Ukraine. Lực lượng vệ binh quốc gia Arizona mới đây cho biết, 4 phi công Ukraine đầu tiên dự kiến sẽ hoàn thành khóa huấn luyện trên máy bay chiến đấu F-16 vào mùa hè. Các phi công bắt đầu huấn luyện vào giữa tháng 10 với phi đoàn máy bay chiến đấu số 162 ở Tucson, Arizona. Lầu Năm Góc cho biết quá trình huấn luyện sẽ mất vài tháng để hoàn thành. Theo đại úy Erin Hannigan, phát ngôn viên của lực lượng vệ binh quốc gia Arizona, nhóm thứ hai gồm 4 phi công khác đã bắt đầu được huấn luyện vào tháng 1.
trong khi nhóm thứ 3 gồm 4 người hiện đang trải qua khóa đào tạo tiếng Anh, vốn được yêu cầu để bay chiếc thứ 4 máy bay chiến đấu thế hệ của Mỹ. Vị đại úy cho biết, tất cả các phi công dự kiến sẽ hoàn thành khóa huấn luyện từ tháng 5 đến tháng 8, mặc dù thời gian chính xác phụ thuộc vào tiến độ của chương trình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu sử dụng máy bay chiến đấu F-16 trong nhiều tháng vì tin rằng các máy bay phản lực tiên tiến của Mỹ sẽ có thể thách thức sức mạnh trên không của Nga trên chiến trường. Đầu tuần này, truyền thông Ukraine đưa tin Ukraine có thể nhận được máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên vào tháng 6 này. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết có khoảng 540.000 người gia nhập quân đội Nga trong năm 2023. Theo ông Sergei Shoigu, con số này giúp Nga có thể thành lập một đội quân dự bị gồm 6 sư đoàn. Họ là quân nhân chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản, trong đó có tới 50.000 người đã tham gia nghĩa vụ quân sự dưới sự chỉ đạo của quân đội. Cũng theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, số lượng máy bay không người lái được quân đội Nga sử dụng đã tăng gấp 17 lần trong năm 2023. Số lượng xe tăng tăng lên gần gấp 6 lần cùng với nhiều cải tiến và nâng cấp. Số lượng pháo và đạn tăng gấp 17,5 lần. Vị tướng khẳng định những con số này giúp Nga tự tin đối mặt với các thách thức trên chiến trường. Ông Shoigu cho biết thêm, các lực lượng Nga thận trọng sử dụng mọi nguồn lực tấn công của các phương tiện chở thiết bị quân sự và đạn dược ở các tuyến xa, cũng như các trung tâm huấn luyện và doanh trại quân đội của đối phương. Do đó, quân đội Ukraine đã không thể tiếp cận ngay từ tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga trong cuộc phản công quy mô lớn trong năm 2023. Ecuador dự định chuyển giao 6 trực thăng quân sự, bệ phóng tên lửa tầm xa và hệ thống phòng không thời Liên Xô cho Mỹ. Sau đó, số vũ khí này sẽ được chuyển giao từ Mỹ tới Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Vừa qua, Ngoại trưởng Ecuador cho biết, nước này hiện không có kế hoạch gửi vũ khí từ thời Liên Xô tới Ukraine, mặc dù trước đó Tổng thống Ecuador đã đưa ra lời hứa như vậy. Lời hứa hỗ trợ vũ khí cho Ukraine đã khiến Ecuador hứng chịu đòn trừng phạt của Moscow. Để xoa dịu Nga, Ngoại trưởng Gabriela Sommerfeld hôm 19 tháng 2 tuyên bố, Ecuador sẽ không gửi bất kỳ thiết bị chiến tranh nào tới một quốc gia có liên quan đến xung đột vũ trang quốc tế. Tổng thống Daniel Noboa tháng trước đã đồng ý trao đổi thiết bị quân sự thời Liên Xô vốn đã ngừng hoạt động và trở thành kim loại phế liệu để đổi lấy vũ khí mới của Mỹ trị giá khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Theo đó, Ecuador dự định gửi 6 trực thăng quân sự, bệ phóng tên lửa tầm xa và hệ thống phòng không thời Liên Xô tới Mỹ. Những vũ khí này sau đó sẽ được Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Đổi lại, Ecuador sẽ nhận được vũ khí hiện đại để đối đầu với các băng nhóm buôn bán ma túy hùng mạnh ở đất nước này. Moscow ngay sau đó đã chỉ trích quyết định liều lĩnh của Ecuador và cấm nhập khẩu một số loại chuối cũng như hoa của Ecuador với lý do phát hiện sâu bệnh. Cuối tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Ecuador cho biết trên mạng xã hội X rằng lệnh cấm vận của Nga đối với 5 công ty xuất khẩu chuối của nước này đã được dỡ bỏ. Theo nguồn tin từ hãng truyền thông SF, trong đợt tấn công đêm 20 tháng 2, Nga triển khai cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp và quân sự của Ukraine. Hầu hết các mục tiêu đều nằm ở khu vực phía đông và miền trung, nơi mà quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng để đưa ra mặt trận. Các nguồn tin địa phương xác nhận vụ nổ ở vùng Poltava. Nga cũng thực hiện cuộc tấn công nhằm vào sân bay quân sự Kanatovo ở khu vực Kirovograd. Tại Donetsk, các vụ nổ cũng đã xảy ra ở gần sân bay. Nhiều cơ sở công nghiệp Kremenchuk cũng bị tấn công. Ngoài ra, Nga đã sử dụng bom hạng nặng để tấn công các cơ sở quân sự ở thị trấn Orekhov thuộc vùng Zaporozhye. Bộ chỉ huy Ukraine cũng đã gửi lực lượng dự bị tới đó để triển khai thêm các hoạt động quân sự tại làng Rabotino ở khu vực Zaporozhye. Ở khu vực Zaporozhye, quân đội Nga cũng đã nhắm vào một số sở chỉ huy và một số điểm triển khai quân ở vùng trung tâm. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Với 120 trên 120 phiếu tín nhiệm, ông Hun Mani được Quốc hội Campuchia bầu làm Phó Thủ tướng, theo đề nghị bổ nhiệm của ông Hun Manet. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công vụ Hun Mani, 41 tuổi, được Quốc hội Campuchia bầu làm Phó Thủ tướng trong sáng ngày 21 tháng 2. Việc bỏ phiếu tín nhiệm được thực hiện theo đề nghị bổ nhiệm của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, anh trai ông Hun Mani. Theo đó, ông Hun Mani được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ 11 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, nhiệm kỳ thứ 7. Ông Hun Mani là em trai Thủ tướng Hun Manet, là thành viên tiếp theo trong gia đình cựu lãnh đạo Campuchia Hun Sen tháng trước. Theo hãng tin AFP, trong số 10 phó thủ tướng còn lại cũng có cháu trai của ông Hun Sen. Cùng ngày, con trai út được bầu vào vị trí phó thủ tướng Campuchia. Cựu thủ tướng Hun Sen đã có chuyến thăm người bạn thân Thái Lan là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Cựu thủ tướng Campuchia chia sẻ trên trang cá nhân rằng cuộc gặp của ông không bàn về chính trị. Chuyến thăm của ông Hun Sen diễn ra sau khi ông Thaksin được trả tự do vào ngày 18 tháng 2 sau 6 tháng bị giam giữ. Trong thời gian đó, ông Thaksin được điều trị tại bệnh viện. Ông Hun Sen và ông Thaksin có mối quan hệ sâu sắc kể từ năm 1992, trước nhiệm kỳ thủ tướng của ông Thaksin.
Ông Thaksin hai lần được bầu làm thủ tướng trong giai đoạn 2001-2006 trước khi bị lật đổ trong cuộc binh biến năm 2006. Ngay cả sau khi ông Thaksin bị lật đổ, mối quan hệ của họ vẫn bền vững. Với việc ông Thaksin đảm nhận vai trò cố vấn cho ông Hun Sen, mặc dù sống lưu vong ở nước ngoài, ông Thaksin và gia đình thường xuyên đến thăm Campuchia để gặp ông Hun Sen, nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết lâu dài giữa hai ông. Thủ tướng Thụy Điển sẽ tới Budapest vào ngày 23 tháng 2 tới đây, trước thềm cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Hungary về đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển. Chuyến thăm của Thủ tướng Thụy Điển diễn ra sau khi các nghị sĩ của đảng Fidesz cầm quyền ở Hungary tẩy chay cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hôm 5 tháng 2 vừa qua, đồng thời yêu cầu Thủ tướng phải đến thăm Budapest trước khi xem xét đơn xin gia nhập NATO của nước này. Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022 và Hungary hiện là thành viên NATO duy nhất chưa chấp thuận đơn xin gia nhập liên minh của Thụy Điển sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phê duyệt vào tháng trước. Trong tuyên bố mới đây, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, đối thủ duy nhất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, tuyên bố không bỏ cuộc. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc tuyên bố hôm 20 tháng 2 trước cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở bang Nam Carolina, quê nhà của bà và cũng là nơi mà bà được dự đoán sẽ phải chịu một thất bại nặng nề nữa trước cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà Haley một lần nữa tuyên bố sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua, mặc dù một số đảng viên Cộng Hòa nói rằng bà đang làm tổn hại đến cơ hội đánh bại ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông Trump đã bỏ xa bà Haley, mặc dù cựu Tổng thống đang vướng nhiều luồng sụp pháp lý. Bà Haley hiện là ứng viên còn lại duy nhất cạnh tranh với cựu Tổng thống Donald Trump để giành được đề cử đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới đây. Hàng nghìn bác sĩ tại các bệnh viện lớn nhất của Hàn Quốc đã tham gia biểu tình vào ngày 21 tháng 2 để phản đối kế hoạch tiếp nhận thêm sinh viên vào trường y, làm gián đoạn việc điều trị cho nhiều bệnh nhân. Chính phủ Hàn Quốc muốn tăng số lượng tuyển sinh vào trường y từ 3.000 hiện nay lên 5.000 từ năm học 2025, sau đó tăng thêm 10.000 vào năm 2035, nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe ở các vùng sâu vùng xa và đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, các bác sĩ và sinh viên y khoa tham gia biểu tình cho biết Hàn Quốc có đủ bác sĩ. Chính quyền trước tiên nên cải thiện lương và điều kiện làm việc. Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Park Min-soo kêu gọi những người biểu tình ưu tiên bệnh viện hơn là tham gia biểu tình tập thể. Các cuộc biểu tình bắt đầu vào đầu tuần này và Bộ Y tế cho biết cho đến nay có tổng cộng 7.813 bác sĩ đã nghỉ việc, bất chấp lệnh của chính phủ yêu cầu họ ở lại làm việc. Các bác sĩ cho rằng lệnh này là vi hiến. Truyền thông địa phương cho biết, do nhiều bác sĩ tham gia biểu tình, không ít phòng cấp cứu của bệnh viện hiện đã quá tải và 5 bệnh viện lớn ở Seoul đã phải hủy 1/3 đến 1/2 số ca phẫu thuật theo lịch trình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.